Wow, hôm nay thì Lục Linh Giao Phúc Sen đã tròn 1.300 người đăng ký rồi các bác ơi Trước khi vào bán hàng của video ngày hôm nay Thì cho phép em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các bác Cô chú, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi shop trong suốt thời gian qua Nếu đây là lần đầu tiên chúng ta ghé thăm trang của em Thì nán lại một chút để lắng nghe về quyền lợi và thông tin Còn nếu bác nào đã khách quen rồi, mua hàng nhiều rồi Thì các bác có thể tua ngay đến phần giới thiệu bốn con dao trong hôm nay nhé về địa chỉ bán hàng ạ đây nhà em ở cao bằng luôn và các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết nối zalo đến số 0981 583 598 khi mua hàng với shop thì các bác sẽ có những quyền lợi sau đây đầu tiên là bảo hành một năm thứ hai nhận hàng thanh toán thứ ba được kiểm tra hàng và thứ tư là được bao ship em sẽ miễn phí ship toàn bộ luôn những cái con dao em lên ấy là đều của Phúc Sen, thuyền thủ công Ngoài ra thì sẽ có một vài con làm theo công nghệ cao Nhưng mà giới thiệu đến con nào em sẽ báo giá con đấy sau nhá Đó, đây hôm nay em lên với cả nhà mình một bộ nhìn na ná giống nhau đúng không ạ? Đây chỉ là một trong những bộ cơ bản thôi Các bác có thể vào trang cá nhân của em chúng ta xem thêm nhiều bộ dao khác nữa Em sẽ giới thiệu từ 17 nhá Con 17 là một con dao đề ba Đó, con này là dáng dao nhật dáng dao nước ngoài nhưng mà ở bên phúc sen em thì cũng có thể làm được con này nếu mà các bác dùng làm bếp thì sẽ có hai chức năng một là thái và hai là lọc tại vì cái mũi của nó là mũi vát mà đây nhìn ngang thì nó sẽ như vậy nhá sống lưng dày 2 ly và cân nặng 200 gam dài lưỡi của con này sẽ vào tầm khoảng 23 sen về phần đinh và cán này các bác nhìn kỹ giúp em nhá đinh đồng khâu chốt đồng luôn con này em bán 250.000 bao ship mã số 17 đó, một mặt có hoa văn rất là đẹp. Giới thiệu xong con nào thì em sẽ lật ngược lại cái mặt dao để cho các bác xem nhá. Có rất là nhiều shop bán dao Phúc Sen nên là em mong các bác hãy nhớ tên shop để tránh bị nhầm lẫn với các loại dao khác của Phúc Sen ạ. Tiếp đến là mã 18, con này là con dao Thái. Đó, nhìn nó na ná 19 và 20 đúng không? Nhưng mà khi các bác cầm lên trên tay thì mình sẽ cảm nhận được sự rõ rệt về cân nặng và độ dày. Phiên bản Thái này là phiên bản 7 sen tức là chiều ngang này đấy ạ chiều dài lưỡi sẽ vào tầm khoảng 21 22 thôi các bác sẽ dùng để thái rau thái thịt con này không có gọt được hoa quả nhá gọt hoa quả thì em đã lên video rồi các bác có thể vào trang cá nhân để xem lại về kết cấu của nó đa phần các con dao này em sẽ đóng đinh và khâu suốt bằng đồng hết Mã 18 này cũng bằng tiền với con 17 250.000 Các bác thích lấy con nào cũng được Nếu mà lấy con 17 thì sẽ có thể kết hợp vừa lọc vừa thái Còn 18 là chuyên thái Đó, có thái rồi thì sẽ cần phải một con chặt gà nữa đúng không nào Đây đó, nó, sẽ là cái mã 19 Cái chặt gà này thì em sẽ làm dày hơn nhá các bác Cân nặng của mã này vào từ 5 đến 600 gram Mã chặt gà 19 Giá là 280 nghìn Đấy, các bác nhìn này Cái phần hoa văn này là dập cố định lên Nên là nó sẽ không dịch chuyển được Phần hoa văn này nó là một phần trang trí thôi nếu mà các bác không thích con có hoa văn thì có thể nhắn em em sẽ gửi con hai mặt đen cho mình nhá. Đó, cái hoa văn ở con 17 nó cũng khác hoa văn của 19 này. Con này nặng từ 5 đến 600 g, đủ để cho các bác chặt gà vịt, ngan ngỗng, thịt tươi, thịt sống hay là thịt quay đều có thể chặt được hết. Giá bán 280 000 nghìn Và tiếp đến là mã 20, con chặt xương. Đấy các bác ơi, mình nhìn vào cái phần đinh chốt là mình biết ngay này. Con chặt xương thì đầu tiên nó sẽ nhiều hơn một cái đinh Thứ hai là độ dày sống lưng nó sẽ dày hơn Đó Bình thường chặt gà thì dày tầm 3 đến 4 ly Nhưng mà chặt xương là bên em làm từ 5 ly đổ lên Con này nó sẽ có nhiều loại cân nặng nhá Con 8 lạng cũng có, một cân cũng có Các bác sẽ chặt được xương sườn này, xương ống này Xương châu bò này, xương lợn này Xương gì mình cũng có thể chặt được hết và nếu mà trong quá trình các bác dùng đúng chức năng mà dao bị sứt mẻ cái phần lưỡi ấy, đó hoặc là cái phần đinh phần cán bị tuột ra thì bên em sẽ có trách nhiệm là bảo hành một năm. Giá bán con 20 chặt xương là 330 000 bao ship ạ. Bảo hành tức là gì? Tức là khi mà dao hỏng thì bên em sẽ sửa lại làm mới lại chứ không phải là đổi trả nhá. Chứ không phải đổi trả cho các bác con mới. Đấy, tại vì bình thường mình đi mua tivi tủ lạnh hay là Nồi cơm điện thì cũng thế thôi, đúng không ạ? Người ta bảo hành thì người ta sẽ mang đi sửa cho mình không mất tiền. Và hôm nay cái video này thì em khá là đặc biệt. Ngoài bán dao ra thì em sẽ giới thiệu thêm hai món hàng này trước rồi em đã bán rất là lâu nhưng mà em ít khi lên. Đó là kỳ tử và táo đỏ. Hai cái này các bác có thể kết hợp với nhau nhá. Mình ăn liền đều được, pha trà đều được. Hộp kỳ tử như vậy là em sẽ bán với giá 175 000 Giao thì em miễn ship nhưng mà kỳ tử và táo đỏ thì các bác sẽ cộng thêm 30.000 phí ship giúp em nhé Đấy, mình có thể kết hợp một nửa táo đỏ và một nửa kỳ tử để cho bỏ tiền ship cũng được Cái hạt này của em là hạt to, hàng loại VIP Đấy, trên bao bì thì em đã ghi công dụng và cách dùng rồi Bác nào dùng nhiều thì chúng ta cũng sẽ nắm được đúng không nào Màu cam kết với các bác là hoàn toàn tự nhiên, không pha nhuộm gì cả đó, đây ạ, à, các bác nhìn này, cái hạt nó rất là to và đẹp, tỷ lệ hạt thối, hạt vỡ gần như là không có Một hộp như vậy 500g, em bán 175.000 kỳ tử Đó, còn táo đỏ thì rẻ hơn một chút, táo đỏ này em bán gói 500g như vậy là 80.000 1kg sẽ là 160.000 nhá Táo đỏ này thì các bác nếu mà ăn liền ý, thì mình ăn ngày 3 quả thôi không cần ăn nhiều quá mình có thể kết hợp dùng trong các món ăn cũng được hoặc là ăn liền pha trà đều rất là tốt đây là hai cái sản phẩm hàng nội địa chung mà em bán kèm tại vì bây giờ nhiều bác cũng tâm sự với em là mua dao rồi nhưng mà dao bền quá đợi mãi mà không hỏng <laughs> chẳng biết ủng hộ em cái gì thì thôi các bác có thể ủng hộ em đặc sản hoặc là táo đỏ kỳ tử nhá cảm ơn cả nhà đã nán lại xem video của em ạ hôm nay thì video này khá là dài Cần gì thì các bác có thể liên hệ trực tiếp Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho em luôn cũng được nhá. Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ.